Con này cho lấy lên sàn B2B nha các bạn. Bằng 50 đô. Một tôi một ghép là bằng 10, tôi cần clip khoảng 5 đô. Rồi đầu tiên các bạn clip phần link mô tả mình để chatbot, chatbot. Các bạn clip phần mô tả là ra list sàn B2B nha các bạn. Website của nó nè. Tôi cần con chat. Rồi các bạn clip mô tả, sau khi clip mô tả xong cái các bạn bấm vào nút join này góp dưới đây các bạn. Ai góp xong cái bạn nó ra một cái giao diện như thế này. Các bạn bấm vào nút tắt này nè các bạn. Rồi nó ra một cái giao diện như thế này. Bấm nút tắt này để làm nhiệm vụ nha các bạn. Rồi các bạn vô hai kênh Telegram, một kênh channel và một kênh group nữa. Rồi Facebook thì các bạn like và chia sẻ. Theo Google thì các bạn theo dõi và like và retweet cho Pinbot nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút submit direction. Do you do a fun firm. Rồi các bạn điền firm nha các bạn. Ta chuyện các bạn là Google, các bạn điền form các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ email của mình để tôi cần. Rồi các bạn điền địa chỉ email của mình, rồi cái username Telegram, rồi cái profile link Facebook của mình, rồi cái bài sale Facebook qua bot link các bạn, bài mà bạn chia sẻ đó. Rồi inter username tower request bot, rồi và cái bài link mà các bạn request, rồi các bạn bắt địa chỉ G20 vào link này, mới để phần link thứ hai dưới các bạn. Rồi bạn bấm gỡ là xong. Vậy video mình kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn nha các bạn. Để mình trở về. Rồi sau khi rồi các bạn bấm vào balance, bạn là giờ là ghép link để lấy link ghép và chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Vô này ghép rồi. Balance cái nhận được tặng chưa? Mình đã nhận được 100 tặng các bạn. Rồi các bạn lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Và điền form các bạn. Vậy video mình kết thúc các bạn. Này rất dễ luôn.